chia xấu gì hết. Hai anh chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Vinh Quang mình giao chiếc chạy luôn đi. Isuzu 8010 này. Này về IA3 của Gia Lai anh em nha. Về khu căn cứ của dịch đây. Chiếc 8010 này rất là đẹp đây nha. Xe tải chở tới chợ rồi anh em. Chờ chút xíu. Dê lên. Động cơ nổ rất là êm nha. Đúng không? Nếu mà không còn kỹ thì hơi khó. Cho lại mới mua nữa. Dạ. Sức xe gọi là làm nhặn số. Chiếc 8010 này bánh sau của nó xài lốp 34 anh em nha. Trên cái máy của nó đây anh em. Anh em sẽ để ý là trên cái máy của nó ngay chỗ này nó sẽ có ký hiệu là ngay chỗ này có ký hiệu là BB anh em nha. BB1 là máy 8000 với 9000 nha. Còn nếu mà máy 10000 thì chỗ đó là số BD. BD1 anh em nha. BD1. Cho đó là có nhiều cái xe mà có nhiều cái xe hay để cái tem công suất đây anh em. Đúng anh em cứ coi ngay chỗ ngay cái lốp đó thì anh em coi ngay chỗ đây sẽ rất là rành nha. Sẽ biết thôi. Động cơ rất là ok, chiếc này thì về IA3 cày và kéo thì rất là ok rồi đây. Này đang lên để lên xe anh em nha. Bên mình thì những chiếc xe 8010 mà 8020 này thì còn rất là nhiều nha. Anh em nào có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nha. Máy chiếc này rất là VIP đây. Xem qua động cơ ha, rất là ok rồi. Máy rất là ok nha, rất là mới nha. Đây nè, những cái xe 8000 thì 6 máy khi đặc biệt dòng Isuzu nổ lên nó sẽ khó như này anh em nha. Ngay ống thở này nó sẽ phớt khó như này anh em nha. Đây nè, quay kỹ cho anh em. Cái này là rất là bình thường anh em nha. Bình thường cái máy đó là bình thường thôi, tại động cơ sau máy thì nó sẽ thở như đó chứ không phải là đổ hơi đâu. Có nhiều anh em thì cũng hay thắc mắc mình cái chỗ này nhá. Xe rất là đẹp. Chiếc này với lại chiếc 9510 anh em nha và chiếc 10510 thì về cái sát xe, chiều dài xe cũng như là cân nặng thì nó sẽ to ngang nhau hết anh em nha. Chứ nó không chênh lệch nhiều nhau lắm. Nhưng mà động cơ rõ ràng động cơ của 9510 và 10510 thì nó chạy mạnh hơn rất là nhiều. Và rồi cái đó thì nó sẽ thể hiện ở trên nắp cò anh em nha. Trên nắp cò anh em coi sẽ rất là rõ. Anh em nào trên nắp cò sẽ có công suất rất là rõ. Cái này, chiếc này thì rất là đẹp đây. Mái che đồ rất là đẹp, rất là cân đối. Chiếc này được bán về, nãy mình cũng có nói anh em nha. Chiếc này được bán về vùng IA3 của Gia Lai anh em nha. Dòng này thì xài cơ hết rồi anh em nha. Chỉ có số phay của nó thì mình nếu mà chạy móc nhiều thì cần phải chuyển cơ thôi. Còn về cơ bản thì những cái cần số trên đây thì đã dùng cơ hết rồi anh em. Giờ này thì nó dùng cơ hết nha, không có xài xài điện nha. Bắt đầu lên xe anh em nha.
Máy đang lên xe nè em nha. Ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe như thế này, lớn nhỏ, thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Cũng rất là cảm ơn anh em thời gian qua xa gần đã ủng hộ kênh. Nay Động Cơ Vinh Quang mình giao chiếc này về IA3 của Gia Lai đây. Rất mong anh em cho một like đăng ký kênh nha, để video được chạy nhanh hơn ha. Rồi, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha.